Xin chào khán giả của Gia đình Tài Tử. Sứ giả May đang đi tìm nhà anh Kiệt ở phường Tăng Nhân Phú, quận 9. Ôi không ngờ là mưa quá. Dạ, cho hỏi phải anh Kiệt không ạ? Dạ phải ạ. Dạ vâng, xin phép em được vào nhà. Trời mưa quá. Dạ mời anh. Anh Lê Văn Kiệt là người đăng ký tham gia chương trình. Hiện anh 31 tuổi và đang làm công việc nhân viên sửa chữa tại một công ty tư nhân. Anh sống cùng gia đình vợ tại phường Tăng Nhân Phú, quận 9. Đến với chương trình Gia đình Tài Tử lần này, gia đình anh Kiệt mong muốn sẽ được giao lưu cùng khán giả và MC Quyền Linh trên sân khấu. Và quan trọng nhất đó chính là vượt qua thử thách của chương trình đưa ra. Sứ giả có vác theo một cái túi rất là bự. Gia đình mình có đáng biết được cái túi này là cái gì không ạ? Dạ chưa. Chưa biết luôn. Chưa biết được. Mở ra mới biết được. Đúng rồi, thảo ra luôn. Yeah. Đây là bộ gậy đánh gôn. Yeah. Sau đây là thể lệ của thử thách. Xin được phép trao cho anh. Thử thách đánh gôn. Người chơi thực hiện đánh banh gôn vào lỗ từ các cự ly lần lượt 1m, 2m, 3m, 4m, 5m. Phần thi xem như thất bại nếu banh gôn không rơi vào lỗ từ các cự ly trên. Mỗi cự ly chỉ được đánh một lần. Người chơi phải đánh banh gôn vào lỗ ở các cự ly theo thứ tự nhất định là 1m, 2m, 3m, 4m và 5m theo đúng luật chơi gôn. Nếu banh vào lỗ là thành công, người chơi tiếp tục thực hiện thử thách ở cự ly tiếp theo. Nếu banh không rơi vào lỗ, xem như thất bại, phải dừng cuộc chơi. Ở đây có rất là nhiều gậy đánh gôn, thì gia đình mình có thể thử lựa xem coi là gậy nào sẽ phù hợp để mình thực hiện thử thách trước nè. Dạ vâng. Lấy cây này đi. Nào nè. Ủa, qua đó thôi. Đây, ở đây có một sân gôn mini với từng vạch, từng khoảng cách từ 1, 2, 3, 4, 5 mét. Rồi, giờ thì ai sẽ là người thử đầu tiên nè? Là trái banh nó nằm ở như đúng vạch này đúng. Này không hề dễ một chút nào. Đúng rồi. Và có một điều nữa sư giả muốn nói là nãy giờ mỗi thành viên trong gia đình lựa một loại gậy khác nhau, nhưng mà chương trình sẽ quy định là chỉ dùng một loại gậy để thực hiện phần thi này, đó chính là cây gậy mà sư giả đang cầm đây. Nói chung là gia đình mình chỉ được phép sử dụng cây gậy này để thực hiện phần thi. Và gia đình mình sẽ có một tuần để tập luyện cùng nhau để đưa được cả 5 quả banh gôn từ 5 khoảng cách khác nhau. Nên nhớ thử thách rất khắc nghiệt, chỉ cần một quả ra ngoài là cả thử thách mình thất bại. Nhớ nha. Dạ. Cái đình cùng đồng lòng nè. Yeah. À, nay mặc đồng phục nữa ha. Ủa thường ngày mình có mặc đồng phục không vậy gia đình? Dạ có. Ngày nào cũng đang mặc đồng phục vậy luôn hả? Dạ. Tại gia đình nói chung là nguyên một cái gia đình ở nhà, nhưng mà làm chung một cái công ty nữa, thành ra là sáng đi làm có thể là gần 10 người mặc đồ đồng phục. Làm chung công ty, gia đình luôn hả chị? Dạ. Mình sản xuất về gì? Thuốc thú y. Gia đình mình nghe nói mê văn nghệ lắm đúng không? Dạ. Ai hát hay nhất? Anh hả? Anh không được hát. Ai hát dở nhất? Dở. Cả nhà thôi, cho cả nhà dở luôn đi. Bây giờ thôi thử mình làm một bài nào hát chung chung, vừa hát vừa múa đi cho nó vui, lấy tinh thần trước khi vượt qua thử thách của chương trình đó. Múa hay quá. Cả nhà công nhận múa giỏi. Đi cũng là múa hả? Rồi, hôm nay chúc mừng cả nhà đã đến với sân chơi gia đình Tài Tử. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem một tuần qua gia đình luyện tập như thế nào với thử thách của chương trình. Thử thách đánh gôn quả là một thử thách khó khăn.
Khi sứ giả ra về, gia đình anh Kiệt liền tập trung vào tập luyện, nhưng dường như kết quả chưa được khả quan cho lắm. Ngày thứ hai, gia đình gặp phải sự cố khi bé Khả Như, con gái anh Kiệt, bị ốm phải nằm viện. Vợ chồng anh đành phải giao thử thách lại cho mẹ vợ là cô Thu Thủy để tập trung vào việc chăm sóc con. Cô Thủy trở thành người thi đấu bất đắc dĩ. Cô rất quyết tâm tập luyện trước thử thách của chương trình giao cho. Tuy nhiên, kết quả vẫn không như mong đợi. Từ khi có bộ thử thách của chương trình Gia đình Tài Tử, mọi người trong nhà anh Kiệt ai cũng thích thú tập luyện, vừa thêm thú vui giải trí, vừa có lợi cho sức khỏe. Sau những ngày tập luyện vất vả mà vẫn chưa thể chinh phục thử thách, cô Thủy có vẻ nản chí. Nhưng khi tâm lý đã buông xuôi thì yêu kỳ diệu lại xảy ra. Như vậy là cô Thủy đã thực hiện được thành công thử thách của chương trình giao cho. Tối hôm đó, gia đình anh Kiệt tổ chức một bữa ăn nho nhỏ chúc mừng việc tập luyện của cô Thủy đạt kết quả như mong đợi. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về việc ghi hình tại trường quay. Cô Thủy đã thành công ở nhà mình, vậy tại trường quay thì sao? Liệu gia đình có vượt qua được thử thách? Tài xin hỏi anh Kiệt, một tuần trôi qua không khí gia đình như thế nào hả anh? Dạ cũng rất vui. Tại vì... vui hơn ngày thường không? Dạ vui hơn, tại vì luyện tập ấy, nhưng một phần là do bé nhà em bị bệnh đó, cho nên là em cũng phải chạy và chạy vào bệnh viện, nên nhờ thử thách là cho bà ngoại. Rồi, tất cả đã sẵn sàng. Ngày hôm nay gia đình mình cử bà ngoại hả? Quyết định như vậy chưa? Dạ, nói chung là gia đình cử bà ngoại quyết định. Nhưng mà trước khi đến với chương trình thì bà ngoại cũng có đứa con gái là làm một bài thơ để tặng chương trình các anh chị ở đây. Con của cô hả? Là con gái. Gái cô tên gì? Tên Thùy Linh. Em của Thùy Linh. Em Thùy Linh. Rồi Thùy Linh đọc thơ xem sao. Cảm ơn chương trình Gia đình Tài Tử đã tạo sân chơi giao lưu học hỏi, còn hơn thế nữa gắn kết tình thân, mái ấm gia đình ngày càng vui vẻ. Bạn ơi hãy đến đăng ký tham gia cho gia đình ta thêm niềm vui mới. Vui mới cái mà vui mới. Cảm ơn Thùy Linh rất là nhiều. Và bây giờ thì tất cả đã tinh thần chắc chắn chưa? Chắc chắn. Tinh thần 100% chưa? 100%. Quyết tâm không? Quyết tâm. Chúng ta sẽ đón nhận thử thách từ chương trình. Quyết Linh sẽ đọc lại thử thách cho cả nhà mình nghe. Người chơi thực hiện đánh banh gôn vào lỗ từ các cự ly lần lượt 1m, 2m, 3m, 4m, 5m. Phần thi xem như thất bại nếu banh gôn không rơi vào lỗ từ các cự ly trên. Mỗi cự ly chỉ được đánh một lần. Nếu banh vào lỗ là thành công, người chơi tiếp tục thực hiện thử thách ở cự ly tiếp theo. Rõ chưa? Chúng ta kiểm tra lại xem đúng là cái cây đánh gôn và những trái banh có giống như chúng ta tập luyện không ạ? Dạ đúng. Bây giờ cô đã sẵn sàng? Dạ sẵn sàng. Mời cô bước lên phía trước. Cô thích 10 triệu hay 1 triệu? Cô thích 10 triệu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ cô Thủy sẽ thực hiện 5 công đoạn. Mỗi quả bóng là 1m và 5 quả bóng với cự ly 5m. Xin trao cho cô chiếc gậy.
ta sẽ nghe người thân nói gì trong giờ phút này. Dạ, mẹ hãy tự tin lên để chiến thắng. Chiến thắng. Rồi, con gái nói gì? Mẹ ơi, cố lên, ở đây mọi người luôn luôn ủng hộ mẹ. Bây giờ mình đang suy nghĩ điều gì? Mình đang suy nghĩ là cố gắng làm sao, nghĩ cách nào để đưa banh vào lỗ. Tự tin bao nhiêu phần trăm? 100%. Chúc cho cái sự tự tin đó nó sẽ trở thành sự thật. Nào, chúng ta tiến đến vị trí chuẩn bị. Nào, cô kiểm tra bóng lại. Cô kiểm tra hết chưa? Dạ xong. Cô Thủy đã sẵn sàng. Bắt đầu. Lần thứ nhất 1 mét và bây giờ là 2 mét. Xin mời. Ở nhà thì có bao giờ mà mình đánh tới 2-3 mét mà thất bại chưa? Nói chung là cũng có lúc tập thì có thể là vô liên tục. Rồi dạ. Sao mà tập đi tập lại thì có lúc thì nó bị lệch qua lệch lại. Bữa nay mình biết lý do tại sao mà mình lại như vậy không? Lý do là tại vì nói chung là mình cầm cây gậy khi mình đứng lên á, là cái cách của mình quấn đó là không bao giờ mình nhắm cái trái banh dưới một cái lỗ. Là cái cây này mình phải để thẳng và cái trái banh mình để chính giữa và nó phải đi thẳng. Và khi mình rung mình cầm cái cây này nó lệch tí xíu vậy thì cái banh nó sẽ đi xéo qua. Bên này lý do là rung đúng không? À, sao gia đình có cảm nhận thế nào? Dạ chắc gia đình cũng hơi tiếc một chút, nhưng mà cũng vẫn là vui. Rất tiếc là ngày hôm nay cô Thủy không chinh phục được thử thách của chương trình. Có lẽ cũng buồn chút xíu nhưng mà niềm vui thì rất là nhiều. Bởi vì tuần qua gia đình đã được sum vầy với nhau. Còn bây giờ thì gia đình sẽ nhận giấy chứng nhận của chương trình và 1 triệu đồng. Cảm ơn cô Thủy và những thành viên trong gia đình. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Nhớ đón xem để cảm nhận những cảm xúc hạnh phúc và vỡ òa của chương trình. Cảm ơn quý vị, xin chào.